chính quyền đang dùng 360 tất cả các cơ quan ban ngành, trong đó cơ động, công an và tất cả các ban ngành khác tới để khủng bố và cưỡng chế đất của chúng tôi đó. Thì hiện nay họ đã đập đi nhiều căn nhà, khoảng 10 căn nhà rồi, và họ bắt đi trên 10 người. Thì trong đó có người đứng đầu số này của bà con chúng tôi, đó là anh Cao Hải Tránh, được nhốt ở quận Tân Bình á. Rồi còn ngoài ra thì họ có nhốt ở phường 15 quận Tân Bình. Và hiện nay họ vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng, họ mang cả xe nhà vệ sinh xuống đây rồi phần ăn phần uống, họ quyết tâm họ sẽ cưỡng chế chúng tôi trong suốt ngày hôm nay và ngày mai ạ. Cái yêu cầu của chúng tôi hiện nay là phải xác nhận cơ sở pháp lý cho chúng tôi, bởi vì theo luật định đó, thì chúng tôi là những người sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 93, thì vẫn phải cơ sở pháp lý. Thưa tất cả cán bộ đây, nếu các anh cứu được, cứu hết thì cứu. Còn các anh này, xưa thì chuyện nhỏ lắm. Bây giờ con chưa máy phát điện không? Không.